Chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thế hôm nay các cụ đi đâu ấy nhỉ? Đấy, đi quẩy riêng party của Ecoland chứ còn đi đâu nữa. Già rồi, xương cốt thế này liệu có quẩy được không? Mấy đôi tụi ông trông tháp thấp. Ơi, các cụ hỏi cụ có quẩy được không? Tiếc rồi, khổ lắm. À, thế à? Từ ngày mua Miyaki, tôi thấy sức khỏe nó dồi dào hơn, cơ thể thì hưng hực hơn các cụ ạ. Cho xin ví nhà mà các cụ ơi. Quẩy ơi. Vâng. Thủy ra giữa đi. Anh như mờ. Đây. Em cho hỏi, ui dồi, đứa à? À vẫn còn.